nó lấy cái bánh phổi luôn. Trời ơi, đây là những cái đặc trưng từ những người bán là sử dụng cái tay để triết những cái món ăn như thế này, thì gùi là một cái thành phần không thể thiếu trên những cái quầy buôn bán của họ. Dạ buổi hồi xin chào cô bác quý anh chị, lại tiếp tục là chuỗi video về đường phố cũng như là những cái món ăn có một không hai ngay tại Ấn Độ nha cô bác quý anh chị. Và ngày hôm nay thì Bùi Hồ đang có mặt tại thành phố Bodh Gaya, ngay chỗ Bồ Đề Đạo Tràng đó cô bác quý anh chị. Chiều hôm nay thì Bùi Hồ cũng đi dạo sau khi đi kính viếng với Đức Phật xong, thì Bùi Hồ đi dạo một vòng để quay cho cô bác quý anh chị về cái cảnh đường phố ngay tại đất nước Ấn Độ là như thế nào ha. Cũng giống như những cái tỉnh khác của Ấn Độ thì đường phố ở khu vực này cũng bốc còi lên nổi nè, và thậm chí là ô nhiễm môi trường không khí khá là nặng luôn. Và phía trước hình ảnh cô bác quý anh chị là hình ảnh hai con bò. Cũng như Bùi Hồ đã chia sẻ rằng ở một đất nước tỷ dân như thế này thì hơn 90% là người dân theo đạo Hindu, việc họ rất là tôn trọng con bò và cho rằng con bò là một trong những con vật linh thiêng ngay tại Ấn Độ nha cô bác quý anh chị. Đó là một con vật mà được thần Shiva cưỡi. Ở Ấn Độ thì họ sẽ không ăn thịt hai con vật, đó là một là con bò, hai là con heo. Con bò là một con vật linh thiêng, còn con heo là một con vật mà họ cho rằng đây là một cái con vật dơ bẩn nên họ không ăn. Những ngày qua thì Bùi Hồ có mặt ngay tại đất nước Ấn Độ thì người dân Ấn họ chủ yếu đa phần ăn là gà nè, và một số tỉnh thì lại ăn thêm cá. Và đặc biệt ở khu vực Vanagasi thì họ sẽ không ăn cá nha cô bác quý chị. Không biết là vì sao họ lại không ăn cá nữa. Nhưng mà Bùi Hồ biết sao cả để chia sẻ cho cô bác quý chị biết được luôn. Những ngày qua thì Bùi Hồ ám ảnh với lại một cái món ăn, đó là cà ghi. Họ có cà ghi gà, cà ghi dê, và đặc biệt là cà ghi là một món ăn không thể thiếu ngay tại đất nước Ấn Độ. Ở trên đường này có những cái chú bò này á, đi dậy ngay tại chỗ đường phố này. Nhưng mà những người quét dọn đường phố này ha, gặp cái phân bò này họ sẽ không có dọn dẹp, và họ cho rằng phân bò mà ẩy trước cửa cái quán mình đó là một điều gì đó rất là may mắn đó. Và đặc biệt có một cái con chó đằng trước kìa cô bác quý anh chị, thì cái con chó ở không biết tại sao cái con chó ở Ấn Độ này á nó không có sủa như là con chó ở Việt Nam, nó hiền hiền lắm, nó hiền hiền rất là ngộ. Đường xá Ấn Độ chạy xe phải nói là có một không hai, chạy vượt vèo vèo mà mình đi, mình phải Bùi Hồ đi cũng phải khá là cẩn thận, không có đội mũ bảo hiểm như ở cô bác quý anh chị. Bây giờ cô bác quý anh chị cũng như tất cả các bạn nhìn con bò nó thủng thẳng, nó đi ngang đường và người ta phải nhường đường cho nó nè. Nó đó, nó muốn đứng thì nó đứng, nó muốn đi thì nó đi, không được đụng chạm gì đến nó nha. Gặp ở Việt Nam là phải cầm cây, phải quất nó, còn ở đây thì không có như vậy đó. Giống như ở Thái Lan, Indonesia, Ấn Độ là một cái đất nước chạy xe bên trái. Và đây là trái xoài ở Ấn Độ nè. Trái xoài của Ấn Độ là cực kỳ ngon nha cô bác quý anh chị. Xoài Ấn Độ với lại trái lựu Ấn Độ là ngon nhất. Cô bác quý anh chị mà có về Ấn Độ thì nhớ ăn thử xoài của Ấn Độ đi, ngon lắm. Bùi Hồ đến đây là thường thích ăn xoài của Ấn Độ. Đa số là ở ngoài, tụ tập ở ngoài đường đó, thì cô bác quý anh chị sẽ thấy được rằng là những người mà buôn bán là những người đàn ông thôi, những người thanh niên thôi, chứ còn phụ nữ thì họ chủ yếu là làm những cái công việc ở nhà. Chạy ghê quá. Đường phố Ấn Độ bây giờ vẫn, Bùi Hồ vẫn nghe được cái mùi phân bò các bác anh chị. Họ chạy xe họ không có nhường mình đâu. Cái căng cả.
Đây là các mầm đậu. À, cô bác anh chị thấy nè, ruồi nhộng nè. Đó. Hello. Các con yêu. Mỗi văn hóa, mỗi đất nước khác nhau thì có những cái món ẩm thực đường phố khác nhau. Nếu như mình đứng ở phương diện người Việt Nam thì mình nhìn cho rằng là ẩm thực của họ là ghê, vì ruồi nhặng nó bu như vậy tại sao ăn được. Nhưng đối với mình là một người, giả sử mình là một người sinh ra ở Ấn Độ thì mình đã quen từ nhỏ với những cái ẩm thực như thế, thì đây là một cái chuyện khá là bình thường. Vì cái biết đâu đó rằng cái đường ruột, cái bao tử họ quen với lại những cái món ăn, những cái khẩu vị như thế này rồi. Đây là các loại mầm đậu, chỉ có 10 ruby thôi. Anh em cứ đuổi ruồi liên tục vậy. Ruồi nó bu một cách kinh khủng, không ruồi làm sao được khi mà đường phố cũng khá là ô nhiễm, và đặc biệt là những cái phân bò nó rải rác khắp nơi ở trên cái tuyến đường ở Ấn Độ. Và đặc biệt là thì Bùi Hồ cũng rất là hạn chế ăn những cái món ẩm thực đường phố như thế này. Và đây là một cái tiệm hớt tóc tại Ấn Độ, chỉ một cái, có một cái ghế thôi. Đây nè, luôn nhận ở trong cái tay của chú này nè. Đây là một loại bánh trét lên. Ăn được không các bạn? Mình thì không dám ăn, lý do cái đường ruột của Bùi Hồ thì cũng khá là yếu luôn nên không có ăn được. Buddha. Hindu. Quá có chiều, nhìn nó vui ghê quá. Ở trong là từ một loại khoai tây, họ lấy cái tay họ nghiền ra, rồi sau đó thêm một ít bột cà ri và họ sẽ tráng vào một cái bánh như thế này. Không biết là cái bánh này có đi how many money gooby. Yeah, bread 20. No. Ok. Yeah, just put that too. Người Ấn thì họ sẽ ăn một cái bằng tay phải. Cái tay phải thì họ sẽ dùng để bóc món ăn, và cái tay trái họ cho rằng là một cái tay dơ bẩn nên cái tay trái họ sẽ làm những cái công việc khác. Còn khi mà đưa thức ăn vào miệng thì họ luôn sử dụng một cái tay gọi là cái tay phải của mình đó. Và người Ấn thì họ đa số là họ ăn bóc như cô bác anh chị, cũng như Indo. Bây giờ mời cô bác anh chị tiếp tục qua đây với Bùi Hồ. Đây nè, một người chú này đang bóc bằng cái tay phải nè. Cô bác anh chị thấy không? Rất là ngon lành. Đây là một loại bánh chiên.
không biết cái khẩu vị nó như thế nào. Và đằng sau là cái nơi mà họ dùng để rửa miệng nè, sau khi ăn xong nè, rửa tay nè, sau khi họ bóc xong nè. Và thậm chí là dùng để uống luôn. Phần lớn là người dân ở Ấn Độ là theo đạo Hindu, Bà La Môn mới có anh chị. Tuy nhiên cái anh mà mặc áo trắng đó, là anh đó anh theo đạo Hồi. Chắc có lẽ đây là một cái món ăn khá là ưa thích đối với người dân Ấn Độ. Chiều họ tập trung ra đường phố để họ thưởng thức một cái món ẩm thực đường phố như thế này. Vì vậy mà ở Ấn Độ thì những cái món ăn đường phố là một cái điều gì đó nó giống như là một bữa ăn chính. Cô bác anh chị thấy không, những người buôn bán là những người thanh niên thôi. Thu nhập bình quân của Ấn Độ thì cũng khá là thấp. Và theo thống kê mới nhất mà Bùi Hồ mới vừa nhận được thì tính đến tháng 4 năm 2023 này thì Ấn Độ vượt qua 1 tỷ tư dân. Mỗi một ngày như thế là thêm 36.000 dân mỗi một ngày, được tăng thêm 36.000 người. Có nghĩa là hiện nay thì Ấn Độ xếp thứ 1 trên thế giới đã vượt qua Trung Quốc về cái số dân. Nhiệt độ ngoài trời của Ấn Độ hiện nay là khoảng hơn 35 độ C. Theo đó, trong ngày hôm nay thì Bùi Hồ quay ở một số cái thành phố mà khá phát triển như Mumbai á, thì nhiệt độ khoảng 50 độ C. Có một số nhà đã không có máy điều hòa, không có máy lạnh thì họ đã ngất xỉu, thậm chí là có những người già họ đã mất luôn vì nắng nóng. Thậm chí là họ mua cà ri đem về. Chắc có lẽ đây là một nước sốt khá là ngon. Người Ấn thì họ nhìn mình nhìn rất là đẹp luôn. Đôi mắt sâu, sống mũi cao. Và có một điều là tất cả cô bác của anh chị cũng như là tất cả các bạn nhìn người Ấn, họ nhìn mình với một cái ánh mắt khá là ngờ ngợt và có vẻ như là họ khá là khó chịu đối với mình. Ở đây là bán chỉ có một chiếc xe, không có một cái ghế nào hết. Những thanh niên này họ cứ đứng và họ thưởng thức món ăn thôi. Và bây giờ thì tiếp tục mời cô bác, quý anh chị như là tất cả các bạn qua đây ha, để xem một cái món ăn đường phố ngay tại Ấn Độ ha. Và tiếp tục đây là một cái quán ăn bao no. Đường phố Ấn Độ thì cũng khá là xô bồ. Hello. What name? This name Pani Puri. Pani Puri. Pani Puri. Pani Puri. 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 Đây là một cái nước sốt của họ. You want to try one? No. How
gì? Đi vòng vòng một hồi á, thì Bùi Hồ cũng trở lại cái xe nhỏ của bán bánh sandwich với khô mai và cà ri, với lại khoai tây và cà ri của chú. Và điều đặc biệt là ở đây cũng có khá là nhiều người và thực khách vẫn thưởng thức một cách rất là ngon lành. Ngoài những cái khẩu vị, những cái đặc trưng từ những người bán là sử dụng cái tay để triết những cái món ăn như thế này, thì gùi là một cái thành phần không thể thiếu trên những cái quầy buôn bán của họ. Thì không biết là khi cảm nhận của tất cả các bạn cũng như cô, chú, anh chị về những cái ẩm thực này như thế nào? Cô bác, anh chị và mọi người, cô các bạn có dám ăn một cái món sandwich như thế này hay không? Riêng Bùi Hồ thì chắc có lẽ là không dám rồi. Sandwich gùi là từ mà Bùi Hồ dùng cho một cái quán như thế này. Đây nè cô bác anh chị. Đó. Ồ, nó lấy cái bánh phổi luôn. Trời ơi, đây là. Sẽ rất hiếm khi chúng ta sẽ gặp những người phụ nữ bán ngoài đường như thế này. Và chắc có lẽ là cái cô này đang bán một cái trà sữa, một loại thức uống đường phố của Ấn Độ. Và cô đang mời mình, cô bán quý anh chị. Còn phía bên đây là cũng bán mầm đậu. Còn ở bên đây là trứng luộc. Hình như là người Ấn Độ họ rất là thích ăn với lại hành tây với lại ớt. Cũng khá là nhiều gùi mọng luôn. Ở trong này là trứng. Và đây là trứng vịt. Trứng vịt như các bác anh chị. Cũng khá là nhiều gùi. Đi đâu cũng bắt gặp những cái chiếc xe như thế này. Và trên mỗi chiếc xe như thế cũng đầy gùi. 5 giờ chiều và đây là đường phố của Ấn Độ. Những người không có việc gì làm á, thì họ sẽ đứng và chống một cái tay khá là thoải mái như thế này. Đường phố Ấn Độ thì lúc nào cũng tấp nập xe cộ chạy tới chạy lui. Và hình ảnh Bùi Hồ bắt gặp trưa nay đó là họ một cái chiếc xe ngay ngã ba, họ chạy muốn chạy như thế nào là chạy. Ở Việt Nam thì phải bái những cái anh tài xế này làm sư phụ. Hình như là đoàn này của Việt Nam sang đó. Và đây là một cái quầy rau củ ngay tại một đường phố Ấn Độ, cũng gồm có chuối, mướp đắng hay còn gọi là khổ qua, trái gấc, dưa leo, đậu đũa, củ cải trắng, thậm chí có cả rau dền kìa, chanh. Và chắc có lẽ là Bùi Hồ sẽ kết thúc video clip tại đây. Rất mong video clip này sẽ chia sẻ cho cô bác quý anh chị một phần nào đó về văn hóa ẩm thực đường phố của Ấn Độ. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại cô bác quý anh chị ở video clip sau ha.